cho các bạn. Đã khá là lâu rồi, hôm nay mình sẽ trở lại với các bạn trong một cái câu chuyện thay áo mới cho những cây dâu, cây hoa để chuẩn bị chào đón một cái năm mới thật là đẹp đẽ và rực rỡ. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Đam Mê Xanh. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một câu chuyện về cái cách thay chậu cho những cái cây mà mình đã trồng vào cái chậu trước đó. Ở đây chúng ta sẽ thay cái chậu cây hoa ngọc thảo và cây dâu tây vào cái chậu treo. Các bạn nhìn thấy này, mình có những cái chậu treo phải nói là rất là ưng ý các bạn ạ, rất là xịn. Mua ở trên Shopee nhá. Bạn nào cần thì chúng ta cứ lên đó chúng ta tìm. Cái chậu này họ gọi là chậu giả vân mây cái gì đấy. Nó là chậu nhựa thôi nhưng mà nó có vân rất là giống với cái vân mây, vân gỗ thật. Nhìn rất là xinh và mình thật ưng nhất là nó rất là chắc chắn. Kể cả chậu và móc treo của nó rất là chắc, rất là yên tâm khi chúng ta trồng và chúng ta treo lên. Chịu luôn ấy. Đầu tiên mình sẽ là những cái chậu màu đỏ này. Siêu nhân màu đỏ rực rỡ, rất là đẹp, rất là bắt mắt, rất là phù hợp với cái việc mà chúng ta trang trí trong những ngày Tết. Đó, từ một cái chậu đen thì chúng ta chuyển sang một cái chậu màu đỏ đẹp đẽ. Còn ở đây là chậu màu vàng. Đấy, chúng ta thấy cái màu vàng của nó cũng rất là bắt mắt, rất là ấn tượng. Mình rất là ưng. Khi cho cây lên thì đúng là ấn tượng vô cùng. Cái quy trình tiến hành thì chúng ta cũng trồng giống như cái việc mà thay các cái chậu bình thường khác thôi. Bởi vì là cái chậu này nó cũng nhỏ thôi, nó không có to. Nó khá là tương đồng với cái chậu đen mà mình trồng trước đây. Nó sâu hơn một chút cho nên mình cũng sẽ bỏ một ít chấu ở dưới, rồi sau đó bỏ một chút cái đất trộn phân lên để khi mà thay chậu đấy, cây nó tiếp xúc với cái đất màu mỡ mới ấy, nó sẽ có cái sức bật, nó sẽ khỏe hơn. Cùng với cái việc chăm sóc của mình nữa thì chúng ta sẽ có những cái chậu hoa rất là ưng ý. Đây, một cái màu vàng rất là đẹp, mình cảm thấy rất là hài lòng mua được cái lứa chậu này. Đấy, bây giờ là đến cái công đoạn mà chúng ta sẽ bấm cái móc treo vào. Cái móc treo ở đây ấy, cái bấm của nó hình trái tim cũng rất là xinh và nó khá là cứng. Nhưng mà chính vì có lẽ là nó như thế cho nên khi mà bấm vào thì nó rất là chắc các bạn ạ. Chúng ta treo rất là yên tâm, rất là vô tư. Đấy, từ cái chậu đen cho vào cái chậu màu đỏ, màu vàng. Nhìn cái cây nó đã sang lên rất là nhiều rồi. Rồi sau khoảng 2 tuần nó ổn định, nó sum xuê ra thì nhìn nó rất là ấn tượng và rất là đẹp. Cái công đoạn bấm móc này khá là lâu đấy các bạn. Bởi vì nó cũng khó bấm chứ nó không có nhanh được. Đứng ra đây mà treo cho tiện. Mình cũng đã mua khá là nhiều các cái loại chậu treo. Thì mình thấy cái loại này là cái loại mà đẹp nhất và chắc chắn nhất. Có những cái loại nhỏ hoặc là kết cấu đơn giản thì giá nó thấp hơn nhưng mà nó cũng không được chắc chắn bằng. Bên cạnh đó cũng có những cái loại mà nó hơi giống các bạn ạ, nó hơi giống nhưng mà giá nó lại thấp thì nó lại không chắc chắn. Nhìn thì cũng đẹp nhưng mà nó không chắc chắn bằng cái loại này. Cho nên nếu mà mua thì các bạn lưu ý nhé. Mình thấy cái loại này là cái loại mà đẹp nhất, chắc chắn nhất trong các loại chậu treo. Mình mua khoảng 3-4 loại gì đấy. Đấy, vừa mới trồng xong treo lên thì chúng ta đã thấy là một cái bộ dạng rất là mới, một cái hình ảnh rất là ấn tượng, khá là bắt mắt trong cái khu vườn của mình. Và đây là những cái cây mà đã ổn định được 2 tuần. Đấy, các bạn thấy nó khá là rực rỡ đúng không? Đấy,
Với cây ngọc thảo thì nó rất là phù hợp các bạn ạ, bởi vì treo lên như thế này nó rất là thoáng, chúng ta tưới nó rất là khô ráo, thì nó gần như là nó rất là nhanh để bắt nhịp được với cái việc ổn định và rực rỡ trở lại. Chậu này nó khá là nhỏ cho nên là chúng ta chỉ trồng một cây thôi, nhìn nó cũng không được sum lắm, nhưng mà đấy các bạn thấy đấy, cũng rất là đẹp, rất là rực rỡ. Nếu mà chúng ta có các cái ban công, các cái chỗ treo lý tưởng ấy, thì với những cái chậu này thì một cái không khí Tết, một cái hình ảnh vô cùng ấn tượng cho những cái ngày đầu năm. Còn đây là chậu trắng với những cái cây dâu tây này. Đấy, các bạn thấy bắt mắt không? Rất là đẹp. Nhà bạn nào mà có cái ban công hoặc là cái hiên mà phía trước ấy, thì chúng ta treo lên thì đúng là vô cùng ấn tượng. Đấy, đã bắt đầu có những cái quả chín. Cái lúc mình sang chậu thì có quả nhỏ rồi, và bây giờ là nó chín. Với cái chậu màu trắng thì hầu như rất là nổi bật với quả dâu tây màu đỏ. Và với những cái chậu hoa cũng vậy. Hầu như là mỗi màu nó có một cái đặc biệt rất là riêng. Ở đây mình có màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu nâu. Màu nào cũng thấy rất là đẹp. Đấy, khi mà ổn định rồi thì nhìn nó rất là rực rỡ, rất là thích. Chậu cũng nhiều màu mà hoa cũng nhiều màu, vô cùng là ấn tượng và bắt mắt. Đấy, những cái chùm dâu tây này cũng không phải là nhiều quả, nhưng mà khi mà bỏ vào cái chậu này thì nhìn nó rất là thích. Hầu như là khi mà có những cái chậu này gần như là ngắm cả ngày ấy, không chán. Càng ngắm càng thấy yêu. Thời gian Tết đã cận kề rồi, chắc là các bạn đã có những cái chậu hoa. Và bây giờ chúng ta hãy ngắm cho mình những cái chậu xinh đẹp phù hợp với cái không khí ngày Tết để chúng ta thay. Và cái thời gian sắp tới nó sẽ rất là phù hợp, rất là vừa vặn để chúng ta chào đón một cái năm mới thật là rực rỡ với những chậu hoa rất là xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình để tiếp tục chia sẻ những cái video tiếp theo. Chúc các bạn luôn luôn thành công với những cái vườn cây, vườn hoa đẹp, rực rỡ vào ngày Tết. Xin chào và hẹn gặp lại.